nhân nên nên 55 tuổi, tuổi Kỷ Dậu, năm sinh năm 69, nhưng của anh thì năm 19 là anh có thôi vợ trước, có ba đứa con. Cầu thẩm phán tòa án là không cho tòa xử, anh chia tác của cải cho vợ nuôi con, anh khỏi cấp dưỡng tại lúc đó anh đi làm ăn xa. 2004 anh có kết bạn với một người không có đăng ký kết hôn, sống có một đứa con gái, đi làm ăn ở Cà Mau năm 2017 cho tới 2019 vợ anh là dắt con bỏ đi, anh tìm từ lúc đó tới giờ là không được, anh có về bên vợ. Rồi, Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến cũng lại tiếp tục lên chương trình tìm nửa yêu thương. Em chào anh nha. Rồi, anh chào chú Tiến. Yeah. Chào chương trình. Yeah. Chào tất cả anh em bà con cô bác trên toàn Đồng An. Cho em hỏi là anh đến từ đâu? Anh đến từ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Anh đi hồi nào giờ? Anh đi công việc mua máy cưa đi hồi sáng sớm. Đi mua máy cưa hả? Máy cắt cây hả? Cái máy mà để cắt đúng cây đấy ha. Tại vì anh làm mua cây gỗ địa phương để mà mình làm mộc, làm bàn ghế rồi đó. Rồi anh giới thiệu đi là anh tên gì, bao nhiêu tuổi? Anh Nguyễn Nhân Nên. Nên 55 tuổi, tuổi Kỷ Dậu, năm sinh năm 69, nhưng mà trong giấy là nó không có đúng với cái năm sinh thật. Trong giấy là căn cước là sinh năm 71. Xưa cha mẹ làm sao đó anh không hiểu, bị mình còn nhỏ. Thì nói tuổi trong giấy và nội tuổi ngoài ha, mà ở đây đó là em làm theo mặt giấy tờ có luật pháp, thì em ghi trong cái tuổi ở trong giấy ha. Thì em cũng nói anh như thế này, thì bất cứ ai cũng lên chương trình em cũng nói trên clip hết. Thứ nhất anh phải nói thật lòng, nếu mà anh nói sai thì anh phải tự chịu trách nhiệm về câu nói của mình ha. Dạ đúng rồi. Tôi cũng xin trả lời với chương trình, với bà con, tôi có sự cam kết trong cái lời nói khi lên chương trình á, là tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái lời nói của tôi khi đăng lên kênh của chú Tiến Sông Nước. Thứ hai nữa, khi mà em đăng cái video này lên thì sau này bất cứ ai nói gì thì cũng không được quyền kêu em gỡ clip và xóa clip. Em anh có đồng ý không? Đồng ý. Tại vì trước khi mà anh lại đây tham gia chương trình thì Tiến cũng có trình bày nhiều vấn đề, cũng có làm thủ tục cho anh ký vô tờ cam kết. Rồi sau khi ký tờ cam kết em phải nói trên clip này, ở đây là giữ cái bằng chứng lại nó cụ thể hơn, thấy anh? Đúng rồi. Thì anh kể về một chút xíu về cái việc hôn nhân gia đình của anh đi. Hôn nhân của anh thì năm 99 là anh có thôi vợ trước, có ba đứa con, nhưng mà có đi tới tòa, có giấy quyết định của tòa ly hôn, anh có yêu cầu thẩm phán tòa án là không cho tòa xử, anh chia tác của cải cho vợ nuôi con, anh khỏi cấp dưỡng tại lúc đó anh đi làm ăn xa. Sau tới năm 2004 anh có kết bạn với một người không có đăng ký kết hôn, sống có một đứa con gái, đi làm ăn ở Cà Mau năm 2017 cho tới 2019 thì vợ anh là dắt con bỏ đi, anh tìm từ lúc đó tới giờ
là không được, anh có về bên vợ, anh thưa trình qua bên vợ. Nhưng mà vì vợ làm cái điều gì đó, có nghĩa là không có ở địa phương đó được. Mà công việc của anh thì cây cối nhiều quá, nặng nề quá, không thể vận chuyển dời chỗ khác một ngày một bữa được. Cho nên vợ bỏ đi, dắt con đi, tới giờ anh không gặp mặt con. Anh có liên lạc gì được không? Anh không liên lạc được, có nghĩa là sợ vợ, sợ anh kiếm gặp. Nhưng mà cũng về bên vợ anh cũng thưa trình qua với anh em bên vợ cái vụ việc. Rồi anh cũng có nói một điều á, vợ con thì thương lắm, chỉ hơn nữa con anh là đứa gái học giỏi đó. Mà bây giờ sẵn chương trình đây thì anh cũng xin thưa với chương trình của chú Tiến á, cho anh nếu mà vợ con có may mắn mà gặp trên cái clip này á, là liên hệ với anh. Nếu vợ con mà có chồng khác, vợ có chồng khác thì anh ok. Quan trọng là con anh á, là cho anh có trách nhiệm với con. Đó. Ví dụ như mẹ có chồng khác mà có lo được cho con á, thì anh mừng. Nhưng mà còn cái phần của anh mà để mà anh lo cho con đó, anh cũng dành thời cho con. Để cho con sau này nó sống có cha có mẹ lo cho nó, để con nó trong cuộc sống nó ấm áp hơn. Rồi anh cũng nhờ chú á, là giúp cho anh một người để mà phù hợp, để nương tựa với nhau lúc tuổi già. Chứ anh không yêu cầu vật chất. Anh kiếm vợ thì vợ trước cũng vậy, hai giờ vợ cũng gì, vợ là mình đàn ông mình có trách nhiệm, mình làm mình nuôi mình lo vợ con. Thì lên đây thì anh cũng nói với chú Tiến chương trình Sông Nước Kết Nối Yêu Thương với tất cả bà con cộng đồng mạng cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh, có hoàn cảnh riêng tư mới lên nhờ anh em. Thì trong đó có những gì sơ sức thì nhờ tất cả anh em cô bác trên cộng đồng mạng quan hỷ cho. Chứ mình nói đây chứ thật sự chưa biết cái lời nào mà vừa bụng bà con hay là không vừa bụng bà con, thì hãy thông cảm cho tôi cái phần đó. Tôi cảm ơn tất cả anh em với cô bác trên cộng đồng mạng. Anh hiện bây giờ là anh làm có công việc là đi mua gốc cây về làm bàn ghế hả anh? Anh thì hồi nhỏ lớn thì kinh doanh anh mua bán vật liệu xây dựng cũng có, nhưng mà đi xa làm dưới Cà Mau chứ. Sau thời gian về ông già bệnh mất rồi anh mới chuyển qua là mua cây, mà cây bự á, cây bự để anh lấy cái gốc làm bàn ghế điêu khắc. Còn thí dụ như cái thân là mình giao cho dựa, rồi giao cho anh em thợ mộc người ta đặt mình đó. Rồi là cũng như mua bán cây gỗ địa phương chứ không có phải là gỗ quý. Anh làm cái nghề này thì cũng được năm nay nữa là 5 năm. Nhưng mà trong thời gian dịch thì chú biết là trong thời gian dịch thì mình nghĩ đứt là đó. Nhưng mà trong vườn đồ này kia mình vẫn đi cắt cây cắt đồ được. Trừ ra cái lúc mà bệnh mà không cho đi đó là mới nằm chỗ. Cái công việc đó ổn định không anh? Ổn, công việc đó thì anh làm được. Hiện giờ anh cũng nói thiệt với chú á, một thân một mình. Hồi lúc trước á, thì vợ sau này đó là đồng đi với anh ở dưới Cà Mau làm chứ. Thì anh làm vậy là anh tới hai bà vợ. Bà sau có đứa gái nói nãy giờ bà dắt đi là lúc đó vợ chồng ở Cà Mau á. Anh cũng thưa thiệt chú là anh ai cũng có hoàn cảnh, không ai muốn mất nhau, thôi nhau, bỏ nhau. Nhưng mà vợ chồng mà đùm bọc đi làm ăn xa á, bà bỏ đi vì anh thất vọng đó. Lúc đó là anh làm nó đang phát triển, đang phát triển. Thợ thầy rồi làm cũng 3-4 người, rồi bà con rồi anh em đồ ở tại chợ xã Phú Tân của huyện Phú Tân Cà Mau đó. Anh ở kế bên ủy ban xã mà. Rồi anh nhờ cái sân của ủy ban để cây nhờ đồ đó. Rồi làm phát triển tốt mà bỏ đi ngang, rồi anh làm một mình nó gặp khó khăn lắm.
đi làm không ai giữ nhà, không ai giữ cây cối đồ đạc, ta mua không ai bán. Mà thôi, đó là cái duyên tới đó hết thì thôi anh cũng chấp nhận, anh cũng là gắng cố gắng. Rồi sau thời gian dịch đó thì anh về quê An Giang đây cho tới bây giờ, đồ đạc cây cối anh mua trong vườn vườn trong rừng đồ bây giờ vẫn còn gửi y anh em bà con, còn đồ mà làm ra bán có mướn cái nhà để trưng bán cũng vẫn gửi y đó, cây gỗ gửi những anh em chạy mọc đó, thân không à, quen không à, vẫn còn bỏ y đó, anh chưa đem về quê được. Rồi bây giờ thì nhà cửa mình về đây mình có nhà cửa gì không? Anh có nhà, có nhà, có nhà bề ngang 5 thước cấp 4 bình thường vậy đó, cũng còn ít đất tiền kệ thành nhà đó, trồng cây trồng túi đồ bỏ đại, có ăn bậy bạ bị anh đi làm ăn xa không đó. Bây giờ nhà thì anh sống là coi như là độc thân, mình nên giờ đi làm ở đâu cũng vậy. Rồi thấy thiếu cái tay trái để phụ trợ trong cái hậu phương của mình thì nay anh cũng là quyết định nhờ chương trình, nhờ em là anh lên đây cái như cho bày tỏ bản thân. Nếu có cô nào phù hợp anh không cần vật chất gì hết, hồi xưa vợ cũng vậy, vợ trước cũng vậy, là anh có trách nhiệm với vợ con, phải làm nuôi vợ con dù hoàn cảnh thế nào cũng phải lấy bản thân mình là lo sống cho vợ con. Vợ con anh hồi xưa giờ là không, hoàn toàn không bao giờ cực khổ. Anh sẵn đây thì em hỏi luôn anh lựa một người vợ như thế nào thì anh nói luôn đi. Cái điểm thứ nhất thì chú đại diện chương trình, chú thông cảm cho anh, trình bày cho nó hết ý. Đúng rồi, cái tuổi tác phải phù hợp, có nghĩa là tương đương trên lệch 3 tuổi trở lại, tuổi anh không chịu cao thấp lắm. Anh hiện giờ tính theo giới là 52. 52 tuổi thiệt anh, là tính tuổi mẹ đẻ là 55, anh kỷ dậu, sinh năm 69. Dạ không, mà chị nói em ghi trên clip là ly ghi cái tuổi chung giấy. Đúng rồi, căn cứ theo tuổi chung giấy. Rồi anh đâu về. Tại vì mình làm bất cứ, mình đi làm bất cứ chuyện công việc gì thì về cái mặt luật pháp á, là làm theo chứng minh nhân dân, là cái giấy căn cước đó, mình làm theo cái đó cho nó đúng ha. Rồi nếu mà anh hiện giờ là bây giờ mình tính cái tuổi chung giấy đi là 52. 52 thì như vậy là anh đấy cao hơn anh, là thấp hơn anh hay là cao hơn anh 3 tuổi được không? Nhỏ lớn trong vòng 3 tuổi, ba tuổi trở xuống. Dạ, nhỏ hơn anh nhiều quá anh cũng không chịu, đang cho nó phù hợp cái tuổi tác. Bây giờ anh cho cái cột mốc đi. Nhỏ nhất là nhiêu? Nhỏ là từ tuổi Sửu, có nghĩa là sinh năm 74 gì đó. Trở lại tuổi anh. Rồi có chọn chiều cao mập ốm gì không? Thì nó cũng tương xứng, tất cả các cái anh cần cái tương xứng, tuổi tác tương xứng nè. Rồi chẳng hạn như anh thì 60 kg, cao 1m63. Thì phụ nữ lúc nào cũng thấp hơn mình nè, chứ ít trai cao hơn mình. Thì nó tương xứng 8, 10, 7, 10 cũng được, chứ bây giờ chọn theo ý mình không được. Tròn tròn người được hả? Dạ. Chứ là thích mập đi thế đó. Vừa được rồi. Thì phụ nữ thì khoảng 55 kg được rồi. Mà cũng tùy duyên đó chú ơi. Nhiều khi thí dụ lỡ 60 hay là lỡ 50 hay 4 mấy mà bây giờ là nó phù hợp trong cái cặp mắt mình quá, thì hay là trong cái hòa đồng sự sống, hòa đồng ý gì đó. Thì cũng chế 50 là được rồi chú. 50 là được rồi. Anh kể về chút xíu về cái tính tình của anh đây, là mặt ưu điểm nhưng mà khuyết điểm mình đó. Anh thì nói thật với chú là sống vui vẻ hòa đồng. Anh đi làm xứ người là cũng trên dưới cũng phải 20 năm. Từ nhỏ tới già là gần như đi tới đâu là anh em cô bác đều tới cái chỗ anh làm để mà chơi với anh, uống trà đồ này kia. Anh thì dễ gần, hòa đồng, vui vẻ. Cái vui vẻ là chính, nghe tay bắt mặt mình tiếng chào cao hơn cổ là anh tôn trọng nhất. Nhưng mà trong cái cuộc sống thì anh không may
anh con người mình không toàn diện chú, anh cũng vấp ngã một vài lần. Còn đối với vợ con thì thôi, giờ thường chú thông cảm cho anh xin đi. Cái duyên kể như hết đi, nếu mà dù một ngày cũng là nghĩa, anh không muốn nói một cái gì hết. Dạ đúng rồi. Đó. Cái chuyện cái gì nó qua thì cho nó qua đi. Dạ. Mình không thể nào mình nhắc lại cái chuyện cũ mà đem lên đây. Dạ. Để mà mình thứ nhất là nói xấu với nhau là cái điều đó cũng không tốt. Dạ, nói về cái chuyện tình duyên kể như làm lại từ đầu. Dạ đúng rồi. Dạ. Còn trên cái cuộc sống ở xã hội á, thì anh cũng thưa thiệt với chú á, là mình phải đối đầu sự thật đó. Cái tốt cái xấu á, thì anh cũng không có tốt mà cũng không có xấu. Nói chung ra bước ra đường á, thì cái gì anh cũng biết, nhưng mà theo cái kiểu ông bà nói, chơi qua cho biết mùa qua. Rồi. Chơi mình đừng nhiễm, mình đừng đam mê. Rồi. Đó, để mà chừa lại một chút lo cho cái bản thân cuộc sống, ví dụ sau này bản thân mình đau ốm bệnh hoạn, vợ con. Chỉ có cái là cái kinh doanh, cái mua bán thì anh được cái chỗ đó, anh giao tiếp được, giao tiếp tốt, anh sống được. Hồi đó giờ làm ăn thì coi như là anh ok. Nói gì cái làm ăn thì đi ra đường nhạy bén lắm, giao tiếp với bà con rất dễ hòa đồng, dễ gần. Anh có nhậu không? Anh hồi đó thì không có nhậu, nhưng mà từ lúc đi làm ăn xa xứ tới giờ đó thì có nhậu để mà giao tiếp, giao lưu đám tiệc, nhậu đúng nơi đúng chỗ. Nhưng mà trong cái nhậu của anh thì không bao giờ để say, để xỉn, hay là ăn nói sơ sức, hay là ối mửa lầy lội, chuyện đó không có. Anh uống anh thấy vừa là anh nghĩ, nhưng mà có điều nha, anh uống ba cốc thôi nó đỏ như tôm vậy đó. Mà trong qua bốn cốc xanh lại không, mà cái nhóm máu nó không hợp, nó bị đỏ thôi. Nhưng mà anh nói với chú nói anh cũng trả lời thật luôn. Chú nói gần như cái đó đúng rồi. Đúng rồi, có những lần mà cái cuộc chơi nó hơi dài một chút á, là anh em người ta tình nghĩa quá, đám người ta không cho về sớm á, uống hơi nhiều một chút, mà khi thấy khỏe lại rồi đó là gần như là nó hết đỏ. Là đâu nhậu là giữ đám nhậu đó. Nhưng mà có điều là không bao giờ anh nhậu nhiều. Không bao giờ anh nhậu nhiều. Anh đi từ Nam tới Bắc, từ đây Cà Mau, nước Việt Nam này anh đi muốn giáp rồi đó chú. Yeah. Nhưng mà cũng thưa thiệt với chương trình, với anh em, cho nó thật lòng chút xíu là trong cái vụ thì coi như anh hứa hoàn toàn 100%. Cái vụ mà hay là anh uống, còn cái vụ mà không vui là chú có buồn anh chịu, anh bỏ anh đi. Đó. Đúng mà nó vậy đó, nhậu là phải gì cũng được. Dạ. Khi anh đi nhậu mình còn đi làm ăn mà, anh ngồi anh nhậu đây chú, nhưng mà anh nói anh mệt rồi, thôi anh em cho tôi nghỉ chút xíu, anh đi lòng vòng là anh đi mua cây đó, chút về nhậu chú nữa, chú không hay đi mua luôn. Vậy đó, để mà mình né mà. Anh làm nghề này cũng lâu rồi. Anh làm cái nghề này là 5 năm. Còn trước kia 5 năm trước thì anh bán vật liệu xây dựng dưới Cà Mau, nhưng mà mình có ghe em vận chuyển. Ví dụ như em mua đặt một cái nhà thì anh chở đủ cho em cái nhà, lãnh 5-7 người vậy đó, làm hoài vậy đó. Rồi mua mấy dầu cũ mình ở Cà Mau, anh em ta nuôi tôm đó, rồi anh sửa lại anh bán cho anh em ta chạy quạt nuôi tôm, chạy oxy á đó. Sau khi nghỉ nghề đó anh mới qua nghề cây này, nghề gỗ này. Cái nghề vật liệu xây dựng em thấy cũng được mà sao anh nghỉ bỏ uổng hả? Lúc đó ông già bệnh, già mạnh khỏe lắm, bệnh rồi làm xa mà anh là Úc, rồi cho nên anh mới về. Vô tình là ông già bị bệnh ung thư, 3 tháng mấy sau là ông già mất rồi. Đồng cái lúc đó đó là nghĩ mà bốc giác của mình á, nghĩ người đi tứ tán hết mà. Em biết bây giờ mướn người làm khó ngày xưa lắm. Rồi anh nuôi anh em thì rất tốt, làm với anh thì rất hài hòa, nhưng mà có điều anh em người ta mình nghỉ mấy tháng á, anh em ta kiếm việc làm khác, rồi nó bị lỡ dở rồi thôi. Anh thấy cực quá anh mới quay qua làm nghề cây. Nghề cây này bây giờ một tháng như vậy quân bình là anh thu nhập được nhiêu? Từ hồi dịch bệnh tới giờ thì anh nghỉ chú. Nhưng mà cây gỗ cũng còn gì ở đây, anh cũng đang mua đó, anh đang làm chạy mua mấy đồ thêm đó. Là bây giờ anh bắt đầu làm lại đặng mà anh mua ở đây
làm ở quê hương mình là tại vì mình có chỗ có nơi. Còn ở dưới kia mà trước dịch tới giờ chưa đem về ở dưới Cà Mau đó, thì như vậy đó là anh thu gom về đây, cây gỗ dưới còn nhiều thì anh cắt rồi vận chuyển từ từ về đây, cũng như là về làm tại nhà chứ không đi xa xứ nữa. Cho nên anh cũng nói với chương trình cũng có tâm huyết, tâm kiếm một người để mà coi nhà coi cửa hay là quạt cơm nước rồi này kia tiếp, chứ một thân một mình làm gặp bê bối. Cũng như trong thời gian dịch tới giờ đó là anh không làm, tìm tay về nhà đi làm cắt cây cắt cối rồi mình đi làm không ai tiếp hết, thì thấy nó cũng mệt mỏi, lâu ngày nó cũng thấm. Rồi thôi bây giờ mình sắp xếp cho kể như sắp xếp cho cái đoạn tuổi về già đi, có đôi có bạn đi, rồi là cho nó là có người giữ nhà, rồi có người hữu hỷ khi lúc ốm đau đồ này kia. Còn cái việc làm thì giờ sức khỏe anh rất tốt, làm theo anh nghĩ là anh làm được khoảng 10 năm nữa chứ không ít, nhưng mà mình không có biết được nha chú. Mai mốt nhiều khi bệnh ngã ngang bất tử là sao. Anh thì không có bệnh tật gì hết, tay chân vẫn đầy đủ lành lặn, sức khỏe thì cũng tốt. Rồi thôi bây giờ anh em mình cũng đã trò chuyện cũng đã hơi lâu rồi ha. Thì bây giờ sau khi kết thúc chương trình thì anh có muốn nói lời nào với tất cả cô chú anh chị em, hoặc là nói những lời nào mấy chị thư sạn xem cái video của anh nè, thì anh nói những gì để cho mấy chị đó đến với anh và làm bạn với anh? Thì thôi bây giờ là em nói vậy, anh trước tiên cảm ơn chương trình của em Tiếng Sông Nước. Sau nữa thì cũng chúc tất cả anh em cô bác trên cộng đồng mạng an lành, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Còn cô bác lớn tuổi thì có sức khỏe. Còn nhắn với những bạn gái mà độc thân á, nếu xem được cái chương trình này, cô nào phù hợp cái tuổi tác, cô nào là có cái đức tính và cái tâm được 50% được rồi, thì có duyên á thì là phù hợp á, thì mình nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Rồi thôi em cũng cảm ơn anh rất là nhiều ha. Rồi thôi xin chào chương trình. Chào em với chào tất cả cô bác trên cộng đồng mạng. Thì Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em, là Tiến kết thúc cái video đây. Thì mong rằng tất cả cô chú anh em nào cũng muốn tham gia chương trình Tìm Nửa Yêu Thương thì hãy liên hệ với Tiến nha. Thì trước khi cô chú và anh chị em đến tham gia chương trình thì cần có thủ tục gì thì giấy chứng minh, photo hoặc là giấy ly dị hay giấy báo tử, thí dụ nếu mà có thì cô tô ra cho Tiến. Rồi ở đây phải có tờ cam kết, cô chú anh em phải cam kết vô đây. Đâu đó rõ ràng Tiến làm cái công việc này nó rất là rõ ràng nha, chứ không phải như làm một lại thì quay đăng lên chứ còn sau đó là sao kể là không biết, là Tiến nói chung ra có mặt giấy tờ hẳn hồi đó. Thì mong rằng tất cả cô chú anh em hãy đến đây để mà tham gia chương trình của Tiến. Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh em một ngày mới vui vẻ, vạn lành, hạnh phúc. Nếu có thương Tiến và anh em cho một like, chia sẻ, và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến. Chào anh giả. Chào tất cả cô bác.